Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đạo hàm cái cục này trước. Đạo hàm của x, fx mũ 3 thì chúng ta sẽ có là 3 f'x fx tất cả bình phương. Đây chính là đạo hàm dây chuyền nha. Còn cục tiếp theo sẽ là trừ 2 f'x fx. Khi chúng ta đạo hàm, chúng ta sẽ giảm số mũ xuống, số 2 trừ 1 ra 1, số 3 trừ 1 ra 2. Số 3 chia số 3, như vậy chúng ta chỉ còn lại cái cục như thế này. Tiếp tục, chúng ta có f'x, fx, chúng ta làm nhân tử chung. Và từ đây chúng ta sẽ dùng phương pháp kẻ bảng. Bây giờ chúng ta có f'x, cái này dễ nhất, thì chúng ta sẽ copy y chang cái cục này lên bảng luôn. Chúng ta có 1, 2, 3, 4. Và mình để sang một chút bên đây nha. Chúng ta có cộng trừ cộng trừ cộng. Fx. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái sự di chuyển của fx thì chúng ta thấy rõ y bằng 0, nó nằm ở vị trí này, chúng ta kéo dài ra. Đây chính là đường y bằng 0. Những cái phần nào nằm phía trên sẽ là phần dương. Những cái phần nào nằm phía dưới sẽ là phần âm. Thì chúng ta thấy rõ có một phần âm nằm ở đây. Thì nó nằm ở bên trái của số 1. Giả sử mình chọn cái chỗ này là chữ A đi, là số chúng ta chưa có biết. Thì bên đây chúng ta sẽ có chữ A. Thì là âm nè. Tuy nhiên ở vị trí số 4 chúng ta có số 0. Thì chúng ta có số 0 ở đây. Nhưng mà ở bên trái và bên phải của số 0 đều là các số dương. Cho nên sẽ là dấu cộng. f'x trừ 2 bằng 0. Chúng ta sẽ có fx bằng 2. Như vậy bằng 2 nó nằm ở vị trí này. Thì chúng ta thấy rõ cái phần nào nằm phía trên y bằng 2 chính là phần dương. Còn cái nào nằm ở phía dưới số 2 sẽ là số âm. Số âm. Còn nằm phía trên nó là số dương. Như vậy chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thấy rõ chúng ta có vị trí B nè và vị trí C nè. Vị trí số 3 chúng ta có số 2, có nghĩa là khi chúng ta có x bằng 3 thì f3 là số 2, 2 trừ 2 ra 0. Như vậy chỗ này sẽ là số 0 nè. Và một vị trí này nữa, mình đặt đây là D đi. Như vậy chúng ta sẽ có B, 1, C, 4, D. Thì chúng ta sẽ sắp xếp lại một chút. Như vậy cái phần này nằm ở dưới cho nên đó là chữ số âm nha. Này phần nằm phần trên nè, phần trên này phần dưới nè. Tại vị trí
F3 thì chúng ta có số 0 ở đây. Qua bên đây vẫn là số âm tại vì nó đang đi xuống rồi sẽ đi lên lại. Đây số 0 là dấu cộng. Dấu cộng là dấu trừ và đây dấu cộng. Sau khi chúng ta sắp xếp xong, chúng ta kết hợp cả ba lại. Cộng trừ trừ ra cộng. Đây trừ nè. Cộng nè. Trừ nè. Cộng. Trừ. Cộng. Trừ. Và cộng. Bây giờ chúng ta có bốn đáp án ở đây. Để đi tìm khoảng đồng biến thôi nha. Bây giờ từ số 2 cho đến số 3, chúng ta thấy rõ đây là phần âm, âm là nghịch biến, chúng ta sẽ loại đi. Từ số 1 đến số 2 chúng ta có phần âm rồi là dương, này sai, không đúng. Âm vô cực cho đến số 1 chúng ta thấy rõ đang dương rồi âm rồi là dương, như vậy cái này cũng sai luôn. Từ 3 đến 4 chúng ta thấy rõ đây là dương, như vậy câu này câu D, đáp án chính là câu D nha. Và đây chính là cách giải nhanh bằng phương pháp kẻ bảng ra. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.